Sẵn sàng lên đường. Này anh Báo, hôm nay anh hãy giao những bưu kiện này cho gia đình hamster nhé. Không vấn đề gì. Cảm ơn anh. Không bắt được tôi đâu. Đứng lại ngay sói kia. Không bắt được đâu nhá. Tránh đường ra. Những biểu kiện của tôi. Nguy hiểm. Sếp, tôi sẽ đưa anh ta đến đồn cảnh sát. Được rồi. Biểu kiện của tôi. May quá chúng vẫn an toàn. Anh Báo, sao biểu kiện của tôi vẫn chưa tới nơi? Biểu kiện của tôi. Ôi không, tôi sắp hết thời gian rồi. Đừng lo, anh Báo, chúng tôi sẽ giúp anh. Thật sao? Thế thì tốt quá. Đi thôi. Bà Vịt, bưu kiện của bà đây. Oh, wow, cảm ơn anh. Anh Bò Rừng, bưu kiện của anh đây. Wow, cảnh sát trưởng Labrador giao hàng cho tôi. Bưu kiện được giao đến vào đây. Wow, nhiều bưu kiện quá. Chúng đây rồi. Quả cháu. Quả cháu đây. Cháu cảm ơn. Không có gì. Chúng ta hãy đến điểm tiếp theo nhé. Dễ nhiên kìa. Nhưng mà lần giao hàng này thì không. Hãy cẩn thận. Tôi đã đến đây nhiều lần rồi, đừng lo lắng. Đi theo tôi. Cô Dê, bưu kiện của cô đây. Cảm ơn anh. Tạm biệt. Tạm biệt. Sẵn sàng đến điểm tiếp theo. Cẩn thận đấy. Xin lỗi anh. Chúng ta sẽ đi xuống. Đợi tôi với. Này, anh không sao chứ? Tôi ổn. Đi thôi. Anh trượt chui. Bưu kiện đến rồi đây. Tôi cảm ơn. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Anh cũng thế nhá. Anh cũng vậy. Wow, anh còn giao hàng xuống dưới biển nữa à? Anh Báo, anh đã gặp cá mập bao giờ chưa? Tôi chưa. Suýt nữa thì ông rùa, bưu kiện của ông đây. Tạm biệt. Cảm ơn. Cuối cùng cũng xong, giờ mình sẽ thưởng thức một cốc cà cao nóng. Lại có thêm nữa này. Đây là bưu kiện của gia đình chuột hamster ở trên đồi. Đừng lo, chỗ đó không xa lắm đâu. Lần trước tôi giao hàng là vào mùa hè. Chúng ta không thể nào lái xe trong tuyết được. Đừng lo lắng, chúng ta có thể đi bộ mà. Chuyện này cũng thường xảy ra. Tuyết ở đây dày quá. Phải làm sao bây giờ? Nhưng bưu kiện này phải được giao trong ngày hôm nay. Là đơn hỏa tốc. Lạnh quá.
lại cảnh sát chứ. Khi nào bưu kiện đến đây, nhân viên giao hàng chắc chắn sẽ đến đã chứ. Sếp, gì tới này. Chúng ta có thể dùng cá kheo. Hả? Tôi có ý này. Hả? Chúng ta đã có xe trượt tuyết. Khi nào thì bưu kiện mới đến ạ? Tiền thưởng bay mất rồi. Còn nó đang trở lại. Cờ của các bạn đây. Và cả bưu kiện nữa. Yeah, tuyệt quá. Sửa xong rồi. Ấm quá đi. Cảm ơn các anh nhiều. Mời các anh uống cacao nóng. Cacao nóng ngon tuyệt. Làm người giao hàng vất vả thật đấy. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, những người giao hàng giống như những siêu anh hùng vậy. Họ chuyển các bưu kiện và thư từ nơi này đến nơi khác một cách nhanh chóng và an toàn. Họ bận rộn giao rất nhiều gói hàng mỗi ngày, ngay cả khi trời mưa gió. Công việc khó khăn của họ làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Vì vậy, hãy nhớ cảm ơn những người giao hàng khi nhận hàng nhé. Cẩn thận sữa biển. Được rồi. Để con. Để ba xem nào. Làm một chiếc cuốn sách. Đau cắn con. Đau quá ba. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, con trai tôi bị một chiếc bút sách cắn tay, xin hãy giúp tôi với. Cái gì cơ? Chúng tôi tới đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, chiếc bút cắn tay con tôi ở đây. Hả? Anh có chắc không? Đúng mà, chiếc bút đó rơi xuống biển rồi. Để tôi kiểm tra xem. Cũng tìm được. Nhưng chiếc bốt này trông bình thường mà. Hả? Cái gì vậy? Cẩn thận. Đây là sứa biển. Một số sứa biển có độc. Nếu bạn bị đốt, vết thương có thể bị sưng lên gây đau đớn. Cái gì có độc ư? Cậu bé có thể chuyển biến xấu. Chúng ta cần đưa cháu bé đến bệnh viện ngay. Có chuyện gì vậy? Cả một đàn sứa ư? Ôi không, thuyền bắt đầu bị chìm, chúng ta phải đi ngay. Ở đây cũng có nữa. Sao chúng ở khắp mọi nơi vậy? Nhảy lên đây.
Đội mũ bảo hiểm lên. Chúng ta nấp ở chiếc thuyền đằng kia. Chúng ta thoát rồi. Không thể nào. Chỉ có nửa con tàu thôi sao? Hả? Con kia to quá đi. Cẩn thận. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta cần hỗ trợ. Xong cả rồi. Hả? Pavilion, chúng tôi bị sứ biển bao vây, cần sự trợ giúp của bạn. Đã rõ. Đây là cơ hội thử thiết bị mới của mình. Pavilion luôn luôn có cách. Có thật nhiều sứa biển. Babylon, chúng tôi đang ở trong chiếc tàu đắm. Tôi đến đây. Hãy xem đây. Babylon, nhanh lên. Sắp tới rồi. Ôi không, những cái xúc tu đang chặn đường tôi. Nhưng chúng không ngăn cản được tôi đâu. Bóng bóng cứu hộ. Bám chặt vào. Bóng bóng này tuyệt quá đi. Mèo con bị thương, chúng ta phải mau chóng đưa cháu đến bệnh viện. Đã rõ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, một số loài sứa có thể có độc. Nếu bạn bị đốt, nó có thể gây đau đớn và ảnh hưởng đến cơ thể của bạn. Các bạn phải cẩn thận khi chơi ở biển. Nếu bị sứa biển đốt, thì các bạn hãy nhanh chóng đến bệnh viện nhé. Quái vật dưới gầm giường. Các con lại xả rác nữa rồi. Dọn dẹp ngay cho mẹ nhé. Vâng ạ. Mẹ sẽ không tìm thấy rác ở đâu đâu. Chúng ta sẽ trốn vào đây để ăn đi. Mẹ không thấy đâu. Nhìn này, anh đã giấu rất nhiều đồ ăn. Em sẽ ăn bánh bao. Còn anh sẽ ăn kẹo mút. Chuyện gì thế? Mẹ ơi, dưới gầm giường có quái vật. Quái vật. Cảnh sát trưởng Labrador, có một con quái vật dưới gầm giường trong nhà chúng tôi. Nó đến đồ ăn rồi. Cái gì? Chúng ta hãy vào bên trong và kiểm tra.
Đâu kia rồi? Dừng lại ngay! Nó cắn tôi! Hả? Là kiến? Đẩy rừng sang một bên! Hả? Có quá nhiều rác dưới gầm giường! Và rất nhiều kiến nữa! Vậy nên con quái vật đó chỉ là một đàn kiến đang di chuyển đồ ăn. Tôi hiểu rồi, chúng ta cần phải dọn rác ngay bây giờ. Ai ơi, em ngứa quá. Là kiến Vậy là cháu còn giấu cả đồ ăn trong tủ à? Quá. Ôi không, đội quân kiến đang tiến đến. Mau ra khỏi đây thôi. Chúng đã phá cửa. Họ bị thu hút bởi mùi thức ăn trên người chúng ta. Tôi sẽ ngăn chúng lại. Dobby. Nhanh nào. Babylon, kiến đang tấn công ngôi nhà của gia đình sắt. Chúng tôi cần hỗ trợ. Tôi hiểu rồi. Hãy mau leo lên đó. Ôi không. Mau đóng cửa lại. Đó là gì vậy? Là kia. Chạy đường đó. Lên nào mọi người. Đàn kiến đã tới kìa. Mau lên. Chạy tất cả lên bên đường. Dobby, nhanh lên. Dobby, đi thôi. Xuống khỏi ta đi. Điều đó thật đáng sợ. Con xin lỗi, chúng con sẽ không bao giờ xả rác nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, đừng bao giờ vứt những thứ như giấy gói thực phẩm hoặc vỏ trái cây xuống sàn nhà. Loại rác này có thể thu hút sâu bọ. Chúng có thể gây hại cho nơi chúng ta sống, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Vì vậy, đừng xả rác bừa bãi. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Không ăn đồ chơi. Mình đã mua rất nhiều đồ ăn ngon. Bánh vòng của mình đâu mất rồi? Ôi không, bánh sâu tây và bánh ngọt của mình. Oh,
nhá. Là em lấy ạ. Trả lại cho chị ngay. Trời ơi, bụng của em đau quá. Sao thế? Cứu ơi, có ai giúp cháu với? Có ai giúp cháu với? Ở đằng kia có chuyện gì rồi? Chúng ta mau tới kiểm tra xem. Lừa em, cháu bị sao vậy? Bụng cháu đau quá. Nhanh nào, mau đưa cậu bé đến bệnh viện. Bác sĩ Hiếu, tại sao cậu bé lại bị đau bụng vậy? Có vẻ như cậu bé này đã ăn phải đồ ăn có chứa độc. Cái gì cơ? Lừa chị, em trai cháu vừa ăn gì vậy? Em ấy ăn đồ cháu vừa mới mua, mà kẹp bánh, dâu tây và bánh không mà. Papillon, Dobby, chúng ta phải điều tra những cửa hàng này. Đã rõ. Chiếc bánh không có vấn đề gì. Tôi nói rồi, bánh của tôi đảm bảo mà. Tiệm bánh này 100 tuổi rồi đấy. Công thức gia truyền từ đời ông cố nội của cháu mà, nên không thể có vấn đề gì đâu ạ. Xin lỗi đã làm phiền ạ. Dâu tây này là tự tôi hái luôn đấy, chúng đều tươi mới cả. Con của tôi cũng ăn dâu này luôn mà. Xin lỗi đã làm phiền ạ. Làm sao mà bánh phòng nhà tôi lại có vấn đề được chứ? Nhìn đi, màu sắc rực rỡ bắt mắt. Mùi và hương vị đều tuyệt vời. Anh thử đi, ruột bánh mềm mại. Sao lạ nhở? Đây không phải bánh phòng nhà tôi làm. Là đất sét. Bánh phòng ở đây cũng được làm từ đất sét. Đây cũng vậy. Đến cái gấp bánh cũng được làm từ đất sét luôn. Vậy là lừa em đã ăn phải bánh vòng được làm từ đất sét. Sao lại có thể như vậy được? Dấu tay này là của trẻ con. Là bạn của con trai tôi. Sao lại có nhiều đất sét thế này? Có vẻ như tê giác nhỏ đã làm ra những chiếc bánh vòng này. Gì? Cô tê giác, cô có biết con trai cô đang ở đâu không? Con trai tôi đến công viên chơi rồi. Thằng bé có nhắc là sẽ chia sẻ đồ ăn mình làm cho các bạn. Chia sẻ đồ ăn sao? Ôi không, chúng ta phải nhanh lên. Xong hết rồi. Tê giác nhỏ, cậu thật tuyệt vời. Nhìn nó ngon quá. Hà mã nhỏ, cậu thật tuyệt vời. Cậu bé cũng có ở đây. Ở đây cũng không có. Chúng ta bắt đầu ăn thôi. Một miếng thôi. Một miếng nhỏ thôi. Không được ăn. Cái này có dấu răng rồi. Ôi không. Nhìn nhỏ đã nuốt phải đất sét rồi. Cẩn thận. Mau đưa cô bé đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không bao giờ được bỏ đồ chơi vào trong miệng.
đặc biệt là những món đồ chơi làm từ đất sét nặn. Đất sét có thể rất vui khi chơi và thường có mùi thơm. Nhưng nếu ăn phải hoặc nuốt phải có thể gây đau bụng hoặc thậm chí trúng độc. Các bạn đã nhớ chưa? Không chơi với ổ cắm điện. Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà quả vặt. Các bạn muốn ăn gì? Wow, kem à, kem à. Wow, mình cũng muốn ăn kem nữa. Kem của bạn đây. Bánh sô cô la. Có ngay. Xin hãy. Có chuyện gì thế? Hả? Sô cô la, sô cô la. Bánh sô cô la của bạn đây. Cứu với! Robot biến cháu thành sô cô la rồi. Việt quất, Việt quất. Kem Việt quất đã sẵn sàng rồi. Thật tồi tệ. Cốc thì cần phải được đổ đầy nước ép quả. Nước ép hoa quả ngon lành đã sẵn sàng rồi. Có chuyện gì vậy? Bánh vòng siêu cấp. Cứu tôi. Cô rắn hoa, sao lại có người biến cô thành bánh vòng thế này? Cảnh sát trưởng Labrador, con robot của ngôi nhà quả vặt gặp vấn đề gì đó rồi. Chúng ta mau đi kiểm tra xem. Cứu bọn cháu. Không, nó biến họ thành đồ ăn rồi. Xúc xích, xúc xích. Đừng có đuổi theo tôi mà. Dobby, hãy thu hút sự chú ý của con robot. Pavilion, hãy mau chóng giải cứu mọi người. Ê, robot, nhìn ta này. Lên, nhanh lên. Mau biến ta thành xúc xích đi này. Xúc xích, xúc xích. Nào đến kìa. Tới đây nào. Ôi, không chạy thôi. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi có ý này, hãy mau chóng chạy vòng quanh con robot. Dâu tây, xoài bơ, bánh hoa quả, bánh hoa quả. Cuối cùng thì cũng hết rồi. Con robot bán đồ ăn bị làm sao thế ạ? Papillon, mau kiểm tra xem. Mạch của nó đã bị chập. Bảo sao nó lại hỏng hóc nặng như vậy. Chúng ta kiểm tra cửa hàng xem. Ổ cắm sạc của con robot bị cháy rồi. Ôi không, phía bên kia có mùi cháy. Có khói bay ra từ nhà cháu kia. Ở đây nhá, để bọn chú đi kiểm tra. Cúi xuống. Ôi không, có chuyện gì vậy? Nhìn kia, tay của con khủng long đang chọc vào ổ cắm điện. Đây chính là lý do khiến cho con robot bán hàng và các ổ điện khác bị chập. Chúng ta phải ngắt điện ngay. Ở đằng kia. Để tôi làm cho. Phát hiện xả rác. Đi, ta không phải là rác.
Cẩn thận phía sau. Ngắt điện. Ôi, đáng sợ quá đi mất. Bố con, cháu phải luôn tránh xa ổ điện nhớ chưa? Cháu nhớ rồi ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, ổ cắm điện là một vật rất nguy hiểm mà các bạn không bao giờ được động vào. Nếu chạm vào, các bạn có thể bị thương nặng do bị giật điện. Vì vậy, nếu muốn sử dụng các vật dụng điện, hãy nhờ người lớn giúp đỡ nhé. Hãy ghi nhớ điều này. Cẩn thận với phần mềm đổi mặt AI. Chào cậu. Chào hà mã nhỏ. Chào con, ra công viên chơi đi. Được, tớ sẽ ra đó ngay. Mẹ ơi, hà mã nhỏ và con sẽ chơi ở công viên ạ. Đừng về muộn con nhé. Tớ đến rồi đây. Hà mã nhỏ, cậu đâu rồi? Tớ ở đây. Chào cậu thỏ con. Cô không phải là hà mã nhỏ. Tớ là hà mã nhỏ mà. Cô là ai ạ? Tớ có thể là bất cứ ai trên đời này. Tớ cũng có thể là thỏ con nữa. Cô là người xấu. Đi với ta nào. Hà mã nhỏ. Cháu chào cô ạ. Thỏ con có nhà không cô? Không phải cháu vừa gọi video rủ thỏ con ra công viên chơi à? Dạ. Cháu có gọi cho bạn ấy đâu ạ? Gì cơ? Cảnh sát trưởng Labrador, đã có người nào đó giả mạo hà mã nhỏ để lừa con gái tôi đến công viên rồi. Chắc có kẻ xấu bắt bạn ấy đi rồi. Có vẻ như đây lại là một vụ án liên quan đến phần mềm AI đổi mặt. Thỏ con đang gặp nguy hiểm, chúng ta mau đến công viên thôi. Chia nhau ra ở đây. Được. Xin lỗi, anh có thấy thỏ con ở gần không? Cảm ơn ạ. Ôi không, cảnh sát ở đây rồi. Cháu muốn về nhà cơ. Đừng có nói gì hết. Thỏ con. Thỏ con. Con ở đâu? Không ai thấy mình, không ai thấy mình hết. Tai thỏ ư? Dừng lại. Này. Thỏ con. Cảnh sát trưởng Labrador. Mẹ ơi. Mẹ rất lo cho con đấy. Suýt nữa thì thành công. Đứng lại ngay. Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương đâu. Là bom khói. Cô ta đi đâu rồi? Vào trong siêu thị rồi. Đi nào. Làm sao tìm được cô ta bây giờ? Dobby, hãy canh ở cửa. Papillon, chúng ta cần thiết bị phát hiện ra cô ta. Đã rõ. Giờ là lúc sử dụng phát minh mới nhất của tôi. Camera bay. Đã vào vị trí. Tốt. Giờ là lúc chờ cho Linh Dương xuất hiện. Ôi không, camera giám sát. Phải trốn ngay.
Ấy. À, còn cái nữa. À. À. À, đau quá. À. Tìm được rồi. Đứng lại ngay. Hả? Sao lại có đến hai đứa bi thế kia? Mau phóng to ra. Không, đốt bi kia là giả. Kia là Linh Dương đang dùng phần mềm AI giả dạng làm đốt bi. Đi nào. Đứng lại. Cô ta đi đâu rồi? Xem đây. Tôi không thấy gì cả. Cô không thoát được đâu. Giả dạng tôi sao? Cô đã bị bắt. Nhiệm vụ thất bại rồi. Cảnh sát thông minh hơn ta tưởng. Giờ là thời điểm của ngươi. Tuân lệnh. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, người xấu có thể dùng phần mềm AI để giả dạng gia đình hoặc người thân quen của các bạn khi gọi điện bằng hình ảnh. Chúng ta cần phải có mã bí mật riêng dành cho gia đình và bạn bè để có thể nhận ra nhau khi cần thiết. Và phải luôn cảnh giác với những cuộc gọi. Kẹo siêu năng lực. Ta là siêu nhân đây. Zoom 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 zoom. Cẩn thận đấy con. Giá mà ba con mình là siêu nhân thì tuyệt bay nhỉ. Chúng ta có thể bay và nhảy không sợ bị ngã. Hãy ăn thử kẹo siêu năng lực của tôi. Bạn sẽ nhanh như chớp và sẽ không bao giờ có thể bị ngã nữa. Nhanh như tia chớp ư? Không thể nào. Tôi sẽ cho anh thấy nhé. Tôi biến mất rồi. Tôi đây. Tôi ở đây. Là thật kìa. Cháu muốn có kẹo siêu năng lực đấy ạ. Cô có thể cho cháu kẹo, nhưng phải trả rất nhiều tiền đấy nhá. Tôi có tiền. Ngần này đủ chưa? Không đủ. Thế cô lấy thêm đồ chơi của cháu đi ạ. Thế này là đủ rồi chứ? Dĩ nhiên rồi, đây, tặng anh 3 viên kẹo nhá. Cảm ơn. Ba ơi, vậy là chúng ta có siêu năng lực đúng không ạ? Đúng vậy, chúng ta có thể bay nhanh hơn cả chuồn chuồn luôn. Chúng ta đi nào. Có chuyện gì vậy nhỉ? Chú bố, sao hai bố con anh lại đuổi theo chuồn chuồn vậy? Chúng tôi vừa ăn kẹo siêu năng lực, cho nên chúng tôi muốn thử xem mình có thể bắt được chuồn chuồn không. Không có thứ gì trên đời này là kẹo siêu năng lực đâu chú.
Những cái cô chạy cực nhanh kia đã tặng kẹo cho chúng tôi mà. Hả? Đúng thế, cô ấy chạy nhanh như chớp luôn ạ. Vèo một cái cô ấy ở đây, rồi vèo một cái cô ấy lại ở đằng kia. Cháu cho cô xem viên kẹo được không? Nhưng đây chỉ là kẹo bình thường thôi mà. Hả? Cái gì cơ? Nếu như kẹo này là giả, vậy là tôi bị lừa mất rất nhiều tiền. Anh mua những viên kẹo này ở đâu? Ở đằng kia kìa. Châu bố, anh nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe trước. Chúng tôi sẽ tới đó điều tra xem. Chúng ta hãy thử giả trang làm người bình thường, xem cô ta dở trò gì. Xem tới này, trông tôi rất đẹp trai đúng không? Đau quá. Có chuyện gì vậy? Hãy ăn thử kẹo siêu năng lực của tôi. Bạn sẽ nhanh như chớp và sẽ không bao giờ có thể bị ngã nữa. Nó làm được vậy sao? Dĩ nhiên rồi. Hãy ăn thử kẹo siêu năng lực của tôi. Bạn sẽ nhanh như chớp. Tôi đây. Tôi đã đến đây rồi. Ở đây nữa. Mình có hoa mắt không nhỉ? Nhưng trên đời này làm gì có siêu năng lực. Cháu sai rồi nhá. Hãy để cô biểu diễn lại cho cháu xem. Cô ta hẳn đang lừa chúng ta. Hãy đến nơi cô ta xuất hiện đi. Đây. Ở đây. Giờ các bạn đã tin tôi chưa? Cảnh sát ư? Cô lại nói dối rồi Linh Dương. Cô không hề chạy nhanh như chớp. Tất cả chỉ là các chị em trông giống nhau của cô trốn rồi xuất hiện để lừa mọi người mà thôi. Các người đã phát hiện ra rồi sao? Các người thực sự nghĩ bọn ta chỉ có 3 người thôi sao? Các người sẽ không bao giờ tóm được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Đi nào. Hẹn gặp lại nhớ. Bye bye. Đứng lại đây. Dừng lại. Ba, hai, một. Các cô đã bị bắt rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn phải luôn cảnh giác với những vật được cho là có phép màu hoặc siêu năng lực. Những người cố bán cho bạn những món đồ như vậy đều đang cố gắng lừa bạn để kiếm được tiền. Hãy tỉnh táo để không tin những điều như vậy. Và ghi nhớ điều đó nha. Đề phòng thuốc giả. Con bị cảm lạnh rồi, cần phải uống thuốc ngay thôi. Không không, con không uống thuốc đâu. Cô có sao không? Chân tôi. Ôi, cô bị thương rồi. Chúng ta đến bệnh viện ngay thôi nào. Tôi không sao, vì tôi đã có thuốc xịt thần kỳ. Chỉ với một xịt, mọi bệnh tật đều khỏi ngay lập tức. Thật là tuyệt vời. Nó có chữa được cảm lạnh không ạ? Dĩ nhiên rồi. Cô cũng đang bị cảm đây này. Chỉ một xịt, cô đã khỏi luôn rồi này. Ba ơi, con muốn chai xịt thần kỳ kia. Tôi có 2 chai dự phòng ở đây. Mọi người có muốn mua luôn không? Nhưng mà hơi đắt đấy nhớ. Không vấn đề gì, tôi mua tất. Đúng là đắt thật đấy. Vậy là lừa được rồi. Tìm con mồi tiếp theo thôi. Achim!
Dobby. Có tôi. Anh Hà Mã, có chuyện gì sao? Tôi đã dùng thuốc gì thần kỳ để chữa cảm lạnh cho con trai tôi mà nó còn nặng hơn. Thuốc thần kỳ ư? Trên đời này làm gì có thứ thuốc nào kỳ diệu như vậy? Ai đã bán thứ thuốc này cho anh vậy? Là một cô đi ngang qua đây. Anh Hà Mã, có vẻ như anh bị lừa rồi. Anh hãy mau mang cháu đến bệnh viện ngay đi. Chúng ta phải đi điều tra ngay. Mọi người, đến và xem đi. Thuốc gì thần kỳ đây? Mọi người xem nhá, tôi vừa mới bị thương ở tay. Chỉ với một xịt đã khỏi luôn. Có hạn nhá. Có ngay. Đừng vội. Của mọi người đây. Xin lỗi, hết hàng rồi. Đợi đã, chúng tôi vẫn còn chưa mua được mà. Tôi mua. Có cách rồi. Mọi người đừng vội, tôi sẽ nhập thêm hàng mới ngay đây. Mau bám theo cô ta. Mùi này đáng sợ quá. Dobby, cậu lại đi tất cũ từ hôm trước có phải không? Nhưng đôi này không bị hôi mà. Mùi đó phát ra từ rãnh nước ở đằng kia. Hả? Cô ta làm thuốc xịt từ nước thải sao? Mình sẽ trở nên thật giàu có. Vết thương biến mất rồi. Mình sẽ vẽ lại. Vết thương đó là giả à? Đến lúc kiếm thật nhiều tiền rồi. Sao mùi chưa quay lại nhỉ? Tôi đây. Mọi người đến mua nào. Sao mùi nó lại đáng sợ như vậy? Thế là mọi người không hiểu rồi. Càng nặng mùi tức là thuốc càng tốt. Môi của tôi đã bị sưng một thời gian rồi. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Không được uống. Mọi người nghe đây, cô ta đã bán thuốc giả. Nó không chữa được bệnh gì đâu. Vớ vẩn, mọi người ở đây đều chứng kiến mà. Nó đã chữa lành vết thương trên tay tôi. Là như nào nhỉ? Đúng vậy. Tất cả chỉ là chiêu trò của cô thôi. Papillon. Vết thương đó chỉ được vẽ lên bằng bút màu thôi. Vậy đúng cô ta là kẻ lừa đảo sao? Bản thuốc thì được làm bằng nước từ rãnh nước thải đằng kia kìa. Thật đáng sợ quá đi. Đáng sợ quá đi. Đứng lại. Cô đã bị bắt vì tội bán thuốc giả. Các người phát hiện ra rồi sao? Nhưng mà các người không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Lại là Linh Dương nữa sao? Đuổi theo cô ta. Bắt được rồi, cô đừng hỏng quá. Nghĩ bắt ta dễ vậy sao? Cứu tôi với, hồi quá. Linh Dương, cô hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, trên đời này không có thứ thuốc nào có thể chữa được bách bệnh hết. Nếu cảm thấy không được khỏe,
Hãy nhanh chóng đến bệnh viện để có thể được các bác sĩ kịp thời giúp đỡ. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Dưa hấu mọc trong bụng tôi. Dưa hấu ngon tuyệt vời. Bụng của tôi đau quá. Cô coi sao lớn không phải hạt dưa hấu mà dưa hấu, có một quả dưa hấu rất to đang mọc trong bụng cô. Cô nghe nói là ở đằng sau công viên này có một người nông dân tên là Linh Dương, và cô ấy có thể loại bỏ hạt dưa hấu ra khỏi cơ thể. Cô phải đi tìm cô ấy ngay. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng mình cũng đã nuốt phải hạt dưa hấu rồi. Mời đi tìm nông dân Linh Dương ngay. Nếu cậu nuốt phải hạt dưa hấu, nó sẽ vào trong bụng cậu đấy, to như thế này này. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Mời đi tìm cô nông dân Linh Dương. Chúng ta phải tìm được Linh Dương. Hamster nhỏ, có chuyện gì vậy? Đừng nuôi hạt dưa hấu, nếu không sẽ có quả dưa hấu mọc và phát triển trong bụng chú. Sau đó nổ tung cái bụng, chú sẽ bay lên trời như tên lửa ấy. Đừng sợ, kể cả cháu có lỡ nuốt phải hạt dưa hấu, nó cũng sẽ bị đào thải ra ngoài theo đường tiêu hóa. Hạt không thể nảy mầm trong bụng được đâu. Thế là tin giả ư? Đấy chỉ là tin đồn thôi, cháu đừng tin nó. Ôi không, các bạn, cháu đang đi tìm cô nông dân Linh Dương để tìm cách chữa. Nông dân Linh Dương mà biết chữa bệnh sao? Nghe thật đáng ngờ. Cháu cứ về nhà trước đi, chú sẽ điều tra việc này. Biến thành cô nông dân. Cô nông dân Linh Dương, có phải dưa hấu đang to dần trong bụng cháu? Hãy giúp cháu với. Mọi người đừng có xô đẩy, tôi sẽ đưa mọi người đến chỗ chữa bệnh ngay. Mình đến chưa ạ? Mình đến chưa ạ? Bà đấy, cháu ăn rất nhiều dưa hấu, liệu bụng cháu có nổ luôn không ạ? Các cháu thực sự nghĩ sẽ có dưa hấu mọc trong bụng mình thật hả? Sao mà ngốc thế? Nhưng mà cháu nhìn thấy mà, bụng cô ấy to ra như thế này này. Thế hả? Như thế này sao? Là bóng bay sao? Tôi cũng là cô mà các cháu nói chuyện ở công viên đấy. Không làm gì nữa. Cảnh sát! Kìa kìa, cái xe kia. Là cảnh sát trưởng Labrado. Cứu cháu. Cái gì? Đuổi kịp được sao? Mình thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Hồi quá. Hồi quá thì mất. Mình phải chuồn ngay. Đừng lo, các cháu an toàn rồi. Papillon, cô hãy ở đây với lũ trẻ. Dobby, đi theo tôi. Đứng lại. Hả? Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương. Mình phải làm gì đây? Quả dưa hấu khổng lồ. Ôi không, cô ta đâu rồi? Không,
không, cô ta đang trốn bên trong quả dưa hấu kia. À ha, để tôi bắt cô ta. Không cần phải vội đâu, ăn quá nhiều dưa hấu sẽ khiến cô ta bị đầy bụng. Cô ta sẽ phải ra ngoài sớm thôi. Mình đau bụng quá. Linh Dương, cô phải đi cùng chúng tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, người xấu sẽ bịa ra những tin giả và lan truyền nó cho nhiều người nghe. Khi nghe thấy một tin đồn, bạn phải bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ đúng sai. Nếu không chắc chắn, các bạn hãy hỏi ngay ba mẹ hoặc thầy cô giáo nhé. Hãy nhớ, đừng vội tin và lan truyền thông tin khi mình chưa hiểu rõ. Con ma trong ngày sương mù. Ba ơi, ba ở đâu? Ba ở đây. Hôm nay trời nhiều sương thật đấy. Chúng ta không nên ở bên ngoài nữa. Đi về thôi con. Cái gì kia? Phía trước có sương mù dày đặc. Mọi người, vì sự an toàn của bản thân, không nên đi tiếp. Bà chuột, phía trước có rất nhiều sương mù, bà quay lại đi ạ. Được. Hả? Có tiếng gì vậy nhỉ? Cẩn thận. Là gia đình nhà Nhím. Cảnh sát trưởng Labrador, có ma ở trạm dừng xe buýt. Ma ư? Trên đời này làm gì có ma. Nhưng một con cháu nhìn thấy thật ma, cả người nó trắng toát, rồi bay lơ lửng với hai mắt phát sáng nữa cơ. Chắc chắn có gì đó hiểu nhầm ở đây thôi. Hôm nay trời nhiều sương mù, hai người cũng nên về nhà đi. Được rồi. Chúng ta mau đi điều tra xem. Sương thật là dày đặc. Chúng ta mau chia ra tìm thử xem. Xoài bay á? Ai đang đùa nghịch vậy? Này Babylon, là tôi đây. Tôi nhầm. Tôi chả thấy con ma nào cả. Ba! 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 Ba đi đi! Ba đi đi! Đi đi! Ba! Chờ đi! Đây chỉ là băng đồ phát sáng thôi mà. Tôi lại cứ tưởng là... băng đô. Chúng ta mau tìm họ ngay. Sao hôm nay nhiều sương mù thế nhỉ? Mình giao hàng muộn mất thôi. Sao tự nhiên mình cảm thấy nặng thế? Hả? Cái gì đây? Hả? Đằng kia có chuyện rồi. Đằng kia. Sao bọn chúng lại giả lắm ma? Tà Bibi, chắc rừng, bữa tiệc. Hả? Có vẻ
hẹn như các bạn ấy đi chơi tiệc hóa trang với thỏ Pipi hôm nay. Ờ, thế thỏ Pipi đâu rồi? Ôi không, thỏ Pipi và bác Bồn Ông đã gặp nguy hiểm. Trang bị đã rõ. Mọi đồ bay. Ây. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, sương mù có thể gây nguy hiểm vì bạn không thể quan sát xung quanh. Vì thế tốt nhất là hãy ở nhà vào những ngày có sương mù. Nếu bạn phải ra ngoài vào ngày có sương mù, hãy đi cẩn thận và chú ý xe cộ xung quanh. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Đám cháy ở nhà vịt. Xin chào, đây là cảnh sát trưởng Labrador. Cứu với cảnh sát trưởng. Tôi là bà vịt đây. Nhà chúng tôi đang bị cháy. Quát, quát, quát. Xin đừng lo, tôi sẽ gọi xe chữa cháy trước và chúng tôi sẽ tới ngay. Labrador, cháu trai đáng thương của tôi bị cháy rụng mất cả đuôi rồi. Xin hãy giúp chúng tôi. Các anh phải bắt bằng được kẻ đã phóng hỏa. Ý bà là có người đã cố ý gây ra cháy sao? Dĩ nhiên rồi cảnh sát trưởng. Anh biết không, lần trước chính ngựa vằn phơi mấy đôi tất thối của cậu ấy trên lò sưởi mới gây ra cháy. Đúng thế, chắc chắn lần này cũng do ngựa vằn gây ra. Tôi suýt nữa thì bị nước chín đấy. Không phải tôi thề đấy, tôi đã không làm như thế lâu lắm rồi. Đây, mọi người nhìn đi. Tất cả tất của tôi ở đây. Đừng lo, chúng tôi sẽ tìm ra sự thật. Dobby, chúng ta đi kiểm tra nhà ngựa vằn nào. Đã rõ. Chỉ có chiếc võng bị cháy thôi, chứng tỏ đây không phải là nơi phát sinh vụ cháy. Chúng ta kiểm tra nhà ếch nào. Báo cáo,
Thứ duy nhất bị cháy ở nhà ếch là tấm rèm cửa ạ. Vậy có nghĩa không phải là ngựa vằn và ếch gây ra vụ cháy này. Vậy chỉ còn nhà vịt nữa thôi. Trong nhà này bị cháy nặng nhất. Đây chắc chắn là nơi vụ hỏa hoạn xảy ra. Có vẻ như tôi đã tìm ra bằng chứng. Tôi đoán câu trả lời nằm dưới gầm giường. Đã đến lúc tôi thể hiện rồi đây. Nó đây rồi. Đồ chơi của cháu. Hóa ra chính bé vịt đã là người gây ra vụ cháy này. Sao lại như thế được? Này bé vịt, lúc nãy cháu đã chơi với đồ chơi này như thế nào? Lúc nãy cháu chơi như này này. Trời đất ơi, hóa ra là như vậy ư? Ôi trời, không thể tin được. Bé vịt, đây là một chiếc bật lửa, nó không phải đồ chơi đâu. Lửa rất nguy hiểm, cháu không bao giờ được chơi với nó đâu nhé. Cháu xin lỗi, cháu sẽ không bao giờ chơi với lửa nữa. Nếu cháu còn chơi với lửa, cháu sẽ thành con vịt quay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, tuyệt đối không được chơi với lửa. Lửa rất nguy hiểm. Các vị phụ huynh, những vật dụng nguy hiểm như bật lửa và diêm luôn phải được đặt xa tầm tay của trẻ em. Và nếu phát hiện ra đám cháy, hãy nhanh chóng gọi tới số 114 để được trợ giúp ngay nhé. Cá mập lớn đang đến. Của anh đây. Xin chào, tôi là Papillon, là cảnh sát mới ở đây. Chào bạn, cảnh sát Papillon. Tôi sở hữu rất nhiều công cụ hữu ích. Chúng sẽ giúp chúng ta trong quá trình điều tra. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, có một con cá mập khổng lồ đang tấn công mọi người. Cá mập ba. Alo, alo, chúng ta phải tới đó ngay. Được. Gió lớn quá. Lên đây nào. Giữ chắc nhé. Hãy xem tôi đây. Xoay tròn nào. Tiến lên bầu trời cao. Dobby, đi nào. Cẩn thận đấy. Hãy ra đây. Đi trước đi, tôi sẽ lo con cá mập này. Cảm ơn cậu, Dobby. Mọi người, mau lên bờ ngay. Trượt tới nha. Không cắn được ta đâu. Dobby, mau lên đây. Được rồi. Hết giờ chơi rồi, tạm biệt. Ôi, thật là sợ quá đi. Cảm ơn, các bạn thật là tuyệt vời. Cảnh sát trưởng Labrador, anh của cháu đang chơi lướt ván ngoài kia, anh ấy chưa về. Gì cơ?
chú sẽ tìm cậu ấy ngay. Cậu bé ở đằng kia. Đã rõ. Kêu cháu. Kêu cháu. Nhanh lên, cậu bé gặp nguy hiểm. Đi nào. Đẹp ta có gì này. Cá mập này khỏe quá, bạn cứ mau chạy đi. Papillon, chúng tôi cần trợ giúp. Hả? Đã rõ. Xem tôi có gì đây. Đây là tàu cứu nạn thông minh, hoàn toàn tự động nhé. Hả? Wow. Chúng ta lên đó nào. Dobby, nhanh lên. Ôi không ạ. Nhanh nào. Mọi người giữ chặt vào. Xin lỗi, có vẻ như động cơ vẫn còn có vấn đề. Nhưng đừng lo, luôn có phương án dự phòng mà. Xem này. Bàn đạp á? Dobby, mau đạp đi. Cá mập đáng sợ quá. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, cá mập là loài động vật nguy hiểm ở dưới biển. Chúng ta không nên chơi ở dưới nước khi có dấu hiệu cá mập xuất hiện. Nếu các bạn nhìn thấy cá mập, nhanh chóng rời khỏi nước và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất. Ngoài ra, các bạn không nên xuống nước khi bị thương. Mùi máu có thể thu hút cá mập đến chỗ các bạn. Hãy ghi nhớ những điều này nhé. Thuốc không phải là kẹo. Yahoo! Hôm nay mình sẽ được đi chơi với các bạn. Cái gì đây nhỉ? Chắc đây là kẹo mới mẹ mua cho mình. Sao mùi vị nó lạ thế nhở? Thôi kệ, để giờ đi chơi rồi. Sao mà ngừa thế nhở? Có chuyện gì thế này? Tóc của mình sao tự nhiên lại mọc dài ra thế này? Có chuyện gì thế? Là tiệm cắt tóc. Để đấy cho tôi. Tôi sẽ biến bạn trở nên thật tuyệt vời. Cái chuyện gì vậy? Tôi có thể làm được mà. Cái kéo vào của tôi. Tóc của cháu. Có chuyện gì thế? Cháu bị làm sao vậy? Cháu
Có chuyện rồi. Ôi, cảnh sát trưởng Labrado, có một con quái vật lông lá đuổi theo chúng tôi. Quái vật lông lá ư? Đáng sợ lắm luôn, nó đi hướng kìa kìa. Chúng ta đi nào. Mình không hiểu, mình bị làm sao thế này? Bạn của mình không nhận ra mình mất. Bóng bay, bóng bay lớn đây. Gọi hết tất cả lại cho tôi. Đây. Thương đó. Đây, hoa quả của chú. Đóng gói xong rồi đây. Sao mà chóng mặt thế? Hả? Ở đằng kia. Dừng lại. Hả? Cái gì đây? Thuốc mọc tóc. Tôi hiểu rồi, cậu bé đã uống nhầm thuốc mọc tóc rồi. Như vậy là quá nguy hiểm, chúng ta phải mang cậu bé tới bệnh viện ngay. Ôi, sao mà chóng mặt thế? Sao nhím nhỏ chưa đến nhỉ? Cậu bé tới bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ hãy nhớ không được ăn uống thuốc như ăn kẹo. Các bạn sẽ cảm thấy chóng mặt, đau đầu và đau bụng. Thậm chí tính mạng cũng có thể gặp nguy hiểm nữa. Các vị phụ huynh cũng luôn nhớ để các loại thuốc ra khỏi tầm tay của trẻ con. Hãy nhớ những điều này nhé. Chuyến tàu an toàn. Đi lên mẹ ơi, đi nào. Tàu sắp khởi hành. Tất cả hành khách xin vui lòng lên tàu. Dobby, cái vali to này là gì vậy? Đối với chuyến đi dài như thế này thì tất nhiên là tôi sẽ mang theo rất nhiều thứ. Wow, cửa tự động kìa. Tuyệt quá. Dobby, anh không sao chứ? Tôi xin lỗi. Con yêu, đừng chạy lung tung như thế. Tàu sắp khởi hành. Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ. Yahoo!
Wow, trông đẹp quá đi mất. Nóng quá, nóng quá. Tàu sắp đến ga Rainforest. Nó rung rồi. Mình có thể xuống tàu và chơi. Wow, bánh kìa. Tôi bánh, bánh. Lên. Bánh, bánh. Mình nên chọn cái nào nhỉ? Cái này ha. Mình muốn tất cả. Đợi với. Gấu con ơi, con đâu rồi? Gấu mẹ, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, con tôi đã chạy khắp nơi trên tàu và bây giờ không thấy đâu cả. Tôi làm sao bây giờ? Đừng lo lắng mẹ gấu, chúng tôi sẽ giúp chị tìm gấu con. Này bạn nhỏ, cháu đang đi tìm mẹ à? Đi về chú sẽ tìm mẹ cho. Thật á? Cháu cảm ơn chú. Thằng nhóc này. Chú Cáo, cháu muốn ăn bánh này. Sau khi tìm thấy mẹ cháu thì... Nhưng cháu đói lắm rồi, đi mà chú. Được rồi, chú sẽ mua cho cháu một cái. Ăn đi nào, rồi chúng ta sẽ đi tìm mẹ cháu. Anh có thấy một cậu bé chạy qua đây không? Không. Chị có thấy một đứa trẻ không? Không, tôi không thấy. Cô thỏ, cô có thấy gấu con chạy quanh đây không? Cậu bé đó đã chạy khắp nơi trên tàu và làm đổ đĩa bánh của tôi. Cậu bé đi đường đó. Tôi xin lỗi cô thỏ nhiều ạ. Anh lười. Anh có thấy gấu con không? Có. Tiệt, cậu bé ở đâu? Cậu bé đã xuống tàu rồi. Ôi không, cậu bé đang ở ga Rainforest. Chúng ta cần phải đi tàu quay lại đó. Chú ơi, cháu muốn ăn nữa. Cháu muốn ăn gì cơ? Sao cháu lại ăn nhiều thế hả? Đi với ta ngay bây giờ. Cháu không muốn đi với chú đâu. Cháu phải đi tìm mẹ cháu. Đừng có mà hòng nghĩ về việc đấy. Để cô bé yên. Không, cảnh sát đến. Chạy thôi. Con yêu, con làm mẹ lo lắng quá. Con sẽ không chạy lung tung nữa đâu. Dừng lại. Ôi không. Ở đằng kia. Đừng đẩy nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy nhường đường cho chúng tôi. Đứng lại ngay. Tránh ra. Mình sẽ chạy qua đó. Không được bước qua vạch an toàn. Tôi không nghe anh đâu. Sẽ tới đây. May quá. Thật là đáng sợ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, khi đi tàu hãy cẩn thận nhé. Khi bạn đang ở trên sân ga, đừng bước qua vạch an toàn. Bạn có thể bị ngã hoặc bị kẹt dưới gầm tàu. Hãy chú ý đến bước đi của bạn và xếp hàng chờ đợi khi lên và xuống tàu. Đừng đẩy người khác và ở gần ba mẹ của bạn. Và đừng bao giờ chạy lung tung hoặc xuống tàu một mình. Hãy ghi nhớ điều đó. Ngày mưa bão.
rời nhà ngay thôi. Được rồi. Một con chuồn chuồn nữa kìa, chúng ta bắt nó con này đi. Và sẽ bắt được mi. Đợi tớ với, yêu các cổ con. Hiếu ca cổ con, Hiếu ca cổ con, cậu ở đâu rồi? Chúc một ngày tốt lành. Sao mà gió thế nhỉ? Né tránh hoàn hảo. Sóc bay nhỏ. Cảnh sát trưởng Labrador, hãy giúp cháu tìm bạn Hiếu ca cổ con. Có chuyện gì vậy? Trời bắt đầu sấm chớp nhưng cậu ấy vẫn mãi chơi ở trong công viên đấy chú ạ. Hả? Gì cơ? Như vậy thật nguy hiểm. Cháu hãy đợi trong cửa hàng nhé. Các chú sẽ đi tìm cậu ấy ngay. Đường này. Hiếu cao cổ con. Hiếu cao cổ con. Hiếu cao cổ con. Cháu đang ở đâu? Hả? Dobby, cẩn thận. Đáng sợ thật. Không bao giờ được đứng gần cột điện khi trời giông bão nhé. Giờ ngươi không thoát được đâu. Đáng sợ quá. Ôi không, trời bắt đầu mưa rồi. Chúng ta cần tìm Hiếu cao cổ con ngay. Hiếu cao cổ con. Hiếu cao cổ con. Hả? Vợt bắt côn trùng à? Cái này của Hiếu cao cổ con. Cảnh sát trưởng Labrador, Hiếu cao cổ con chắc chắn ở gần đây thôi. Tôi có cảm giác như bị kiến cắn vậy. Ôi không, hãy mau thả cái vật côn trùng ấy ra ngay. Vật bắt côn trùng được làm từ kim loại nên nó rất dễ bị sét đánh trúng. Sân chơi này có rất nhiều đồ chơi làm từ kim loại. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Lối này. Cứu mà. Là Hiếu cao cổ con. Cậu bé đang gặp nguy hiểm. Đi nhanh nào. Hiếu cao cổ con, không được trú dưới gốc cây. Chúng ta không nên ở đây. Đi nào. Tôi sẽ gọi Papi Lão trợ giúp. Đừng. Sử dụng điện thoại dưới trời mưa bão cũng có thể tăng nguy cơ bị sét đánh đấy. Nguy hiểm như vậy sao? Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy đến một vùng trung thấp. Ở đó sẽ ít bị sét đánh hơn. Đường này. Hãy mau chóng di chuyển đến nơi an toàn. Sao bay nhỏ, Hiếu cao cổ con, tôi đã rất lo cho cậu. Cháu không bao giờ chơi ngoài trời khi mưa bão nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn.
các bạn nhỏ, khi trời có mưa bão, các bạn nên ở ngoan trong nhà hoặc trong xe ô tô. Nếu các bạn chẳng may ở bên ngoài, không được trú mưa dưới gốc cây hoặc các bức tường ngoài trời. Tránh xa cột điện và dây điện. Ngoài ra, chúng ta không được gọi điện thoại hoặc sử dụng các thiết bị điện tử. Và cũng không được chạm vào các vật dụng kim loại khác. Chúng rất dễ bị sét đánh. Hãy ghi nhớ những điều này nhé. An toàn khi gặp động đất ngoài trời. Chân tôi đau quá. Ông rùa, đừng cử động, chúng tôi sẽ gọi cứu hộ ngay. Có vẻ như ông ấy cần đến bệnh viện gấp. Có chuyện gì vậy? Ôi không, có động đất. Chúng ta phải sơ tán ngay. Theo chúng tôi nào. Anh Châu, có rất nhiều đá lăn từ trên vực núi xuống. Hãy lái theo tôi thật cẩn thận. Được rồi. Cẩn thận nguy hiểm đấy. Cẩn thận đấy. Babylon, ở đây có động đất. Chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Hãy đến trợ giúp chúng tôi. Đã rõ. Babylon luôn có cách. Chúng ta sẽ đợi cho đến khi hết cơn chấn động. Ôi không, đầm nước bị vỡ rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, con đập bị vỡ rồi, cần lũ dây hướng đến nó ngay thôi. Gì cơ? Mọi người mau vào xe ngay, chúng ta cần phải di chuyển đến nơi cao hơn. Cảnh sát trưởng Labrador, cơn lũ đang tới rồi. Ôi không, chúng ta bị chặn đường rồi. Để đó cho tôi. Mau lái lên đồi. Ôi không, bánh xe bị kẹt mất rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, cần lũ tới nơi rồi. Hãy dùng móng vuốt bay. Đã rõ. Cứu tôi! Nhanh lên! Thật là may quá. Xít nữa thì
Giờ chúng ta phải đến bệnh viện ngay thôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu chẳng may các bạn gặp động đất khi đang ở ngoài, hãy mau chóng tránh khỏi sườn dốc, các vách đá và đi đến nơi thoáng đãng nhất có thể. Nếu gặp đá rơi, lăn, các bạn phải tránh khỏi hướng rơi của nó. Ngoài ra, nếu các bạn ở gần sông hoặc hồ, hãy nhanh chóng di chuyển đến nơi cao hơn để tránh lũ lụt đột ngột xảy ra. Hãy nhớ điều này nhé. Quảng cáo giả. Nước ngọt linh dương. Bạn sẽ không thể ngừng uống nó. Uống càng nhiều, sức khỏe càng tốt. Wow. Nhìn nó ngon thật đấy. Chúng ta mua thử đi. Được. Một, hai, ba. Nó thật sự ngon luôn. Ê, mất trời. Mình vẫn muốn uống nữa. Lần này chúng ta sẽ mua nhiều hơn. Thật là may quá. Các cháu bị sao vậy? Chúng cháu vừa uống tứ nước này, bọn cháu không dừng lại được. Và rồi bọn cháu trở nên như thế này. Chúng ta phải đánh gọi đàn. Chúng ta không dừng được. Có chuyện gì xảy ra rồi? Chúng ta phải mau điều tra xem. Để tôi mua trước. Để tôi mua trước. Tôi sẽ đi mua một chai. Tránh ra đi. Xin phép ạ. Bị tuột mất một chiếc giày. Cảnh sát đây. Cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Babylon, xét nghiệm đồ uống. Được. Mùi này thơm thật đấy. Để tôi thử một ngụm. Dừng lại, nước uống này có vấn đề. Nhìn này, nó chứa toàn hóa chất độc hại. Nó sẽ làm bạn bị rụng tóc, còn cả bị đầy hơi nữa. Ôi không, tôi cũng có bị hói đâu. Mọi người hãy mau dừng lại. Ai đã làm ra thứ đồ uống này, thật là kinh khủng. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Bằng nguyên liệu bí mật này của ta, mọi người sẽ không thể ngừng uống nó được. Miễn là ta kiếm thật nhiều tiền. Mặc kệ các ngươi bị hói hay là bị đầy hơi. Cảnh sát đến, mình phải trốn đi ngay mới được. Nó ghi nhà máy sản xuất là ở đây. Ở nơi hoang vắng như thế này sao? Chúng ta vào trong xem. Không có ai đây cả. Tìm kiếm xung quanh đi. Dạ. Vâng lệnh. Hả?
lạ thật đấy. Mọi người trốn đâu rồi? Hả? Cái này là cái gì mà trông lạ thế? À, đau quá. Lại là người linh nương. Đứng lại ngay. Mấy người tự chơi tiếp đi nhá. Ta phải đi đây. Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương đâu. Người không chạy được đâu. Cô phải đi cùng với chúng tôi về đồn. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, một số quảng cáo sai sự thật sẽ lừa bạn mua các sản phẩm của họ. Đừng tin tất cả những gì họ nói. Và hãy luôn cẩn thận không để bị lừa nhé. Hãy ghi nhớ những điều này. Xin chào tất cả mọi người. Siêu sao âm nhạc Thỏ Pipi tới đây rồi. Thỏ Pipi à? Lên nhạc. Bắt đầu. Thỏ Pipi, Thỏ Pipi rất thích hát, rất thích hát. Mọi người đều yêu thích cậu, mọi người đều yêu thích cậu. Hát cùng tôi, hát cùng tôi. Cảm ơn. Hả? Khán giả của mình bỏ đi vì xem cái đó sao? Vẽ graffiti có gì mà ghê gớm chứ? Cho mọi người thấy graffiti của tôi xịn như thế nào. Ai làm vậy? Xịn này. Xịt, xịt này và xịt tiếp. Mình không thể nhìn nổi nữa. Nhà vệ sinh. Toby. Sơn à? Đây là sơn lên chứ không phải là cửa thật sao? Các con, xuống cầu thang nào. Cẩn thận. Babylon, hãy lau sạch sơn ở trên biển báo này. Đã rõ. Đây là biển cảnh báo phía trước chân trượt. Ôi không, sao lại có người đi sơn cả vào biển báo như vậy? À, và cả cái mông của tôi nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Chúng tôi sẽ tìm ra ngay. Đằng kia cũng có chuyện rồi. Chúng ta phải đến đó ngay. Hả? Ôi trời ơi, tôi sẽ bị muộn mất. Ai đã làm việc này, thật kinh khủng. Con đáo của tôi cũng bị bẩn nữa. Vụ vẽ bậy này bắt đầu nguy hiểm hơn rồi. Hả?
ở đằng kia vẫn còn kìa. Papillon, cô hãy xử lý chuyện ở đây, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Ở đây cũng có, ở đây nữa. Hãy đi theo như hình vẽ này. Đã xong. Capot, lùi xe lại một chút. Tôi muốn xem thành quả của mình. Ở phía trước vẫn còn hình vẽ. Có phải họ là người đã vẽ chúng? Chúng đã chạy đi đâu bây giờ? Chạy sang đây. Hả? Họ định chạy vào khu xây dựng. Cái gì? Như vậy nguy hiểm lắm. Đi nào. Cháu gặp nguy hiểm là bởi vì cháu đã sơn đè lên biển cảnh báo. Lần sau đừng làm vậy nữa nhá. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không được vẽ bậy ở nơi công cộng. Như vậy là không tốt và vi phạm pháp luật. Ví dụ, nếu như một biển báo quan trọng bị che lấp bởi hình vẽ, người đi đường có thể gặp rắc rối hoặc bị thương. Hãy nhớ, không được vẽ bậy nơi công cộng nhé. Không đi xa một mình. Chơi trò chơi và nhận những phần quà hấp dẫn. Rất nhiều phần quà đang chờ bạn đến mang về. Mình sẽ chơi thử. Bắt đầu rồi à? Hey, xoay nào. Hoàn hảo. Không thể tin được. Chúc mừng, bạn đã chiến thắng một giải thưởng. Wow, thật là tuyệt. Giờ hãy đi theo mũi tên này đến nơi nhận thưởng. Đi nào. Đường đây. Mình đang đi đâu thế này? Là phần thưởng của mình. Một đứa trẻ nữa bị mình lừa. Thả cháu ra. Gì cơ? Lại có một đứa trẻ bị mất tích sao? Đây là đứa trẻ thứ ba rồi. Thật tệ. Có đầu mối mới. Tất cả những đứa
thấy trẻ mất tích đều đã từng chơi trò chơi này. Chắc chắn trò chơi này có vấn đề, chúng ta phải mau chóng đi kiểm tra. Chơi trò chơi và nhận những phần quà hấp dẫn. Rất nhiều phần quà đang chờ bạn đến mang về. Để tôi thử xem. Bắt đầu. Hi a hi a a hi a hi ô ơ hi hi ơ ơ ơ ơ. Không, tôi không thể theo kịp nó. Để tôi thử xem. Để tôi làm nốt cho. Hoàn hảo. Hả? Như vậy cũng được sao? Chúc mừng bạn, bạn đã phá kỷ lục của chúng tôi. Hãy đi theo hướng mũi tên để nhận phần thưởng đặc biệt nhé. Đi nào, nhanh lên đi. Rồi đó. Quá dễ dàng để giành được một phần thưởng lớn như vậy. Đây chắc chắn là một cái bẫy. Tôi có ý này. Nó đây rồi. Dobby, đi nào. Hướng này. Giải thưởng lại phải đi đến một nơi xa vắng như thế này nhỉ? Một con mồi nữa đang tới. Ở đây chẳng có ai cả. Có ai đó cố tình dẫn dắt bọn trẻ đến nơi xa và vắng người để nhận phần thưởng từ trò chơi đó. Kẻ đó chắc chắn chỉ ở gần đây thôi. Hãy cẩn thận. Wow, có thật là nhiều quà. Đi với cô nào. Ta chờ ngươi nãy giờ rồi đấy. Hả? Là cảnh sát ư? Ngươi chính là kẻ đã bắt cóc trẻ con gần đây. Ngươi đã bị bắt. Hả? Bắt ta đi xem nào. Cô ta đi đâu mất rồi? Các ngươi sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Đứng lại. Ngươi không chạy được đâu. Thấy chưa? Nhặt lấy đi. Hồi quá. Có vẻ bom thối này dùng tốt đấy. Thưởng thức xem đi. Đúng là dùng rất tốt. Bắt lấy. Trẻ mất tích đều ở đây cả. Cảnh sát trưởng Labrador. Các cháu đã an toàn rồi. Đừng bao giờ đi một mình đến những nơi xa vắng nữa nhé. Bọn cháu không dám nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không bao giờ được đi đến nơi xa vắng một mình. Có rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng ở những nơi như thế. Và bởi vì ở nơi đó rất vắng người, nên nếu như người xấu có ý muốn hãm hại bạn, rất khó để các bạn có thể được giúp đỡ. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Buổi thử giọng giả. Thêm cái này, thêm cái này nữa. Một sự kết hợp hoàn hảo cho các bản sao của ta. Kích hoạt.
Các linh sư xinh đẹp của ta, chào mừng các bạn đến với thế giới này. Chủ nhân, giờ hãy nghe theo lệnh ta đi gây chuyện thôi nào. Nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi là cảm ơn sự ủng hộ. Sắp tới tôi sẽ tổ chức một cuộc thử giọng trong chương trình siêu sao nhí mới. Mọi người nhớ đăng ký tham gia nhá. À ha, ta có ý này. Ngươi hãy đóng giả làm ngài dê cho ta. Tôi đã sẵn sàng. Mọi người đâu cả rồi nhỉ? Thử giọng siêu sao nhí à? Chúng ta mau qua đó xem đi. Tôi ở đây. Sao trông anh ấy lạ vậy nhỉ? Có khi nào là giả mạo không? Giả mạo sao? Mọi người đừng lo, tất cả các bé đều có cơ hội. Buổi thử giọng chương trình siêu sao nhí bắt đầu. Các ứng cử viên hãy theo tôi nào. Sao lại có người muốn giả mạo ngài dê nhỉ? Tôi bảo tóm hắn. Đợi đã, chúng ta hãy thử cùng tham gia cuộc thi này và tìm hiểu sâu hơn xem sao. Chúng ta sao? Tôi sẽ làm ba. Tôi là con gái nhỏ. Tôi sẽ là mẹ. Đi nào. Qua. Yeah. 1, 2. 1, 2. Wow. Bắt đầu nào. Như vậy cũng được sao? Chúc mừng mọi người. Và giờ chúng ta sẽ tiến vào vòng 2 nhá. Các vị phụ huynh xin hãy chờ đây. Thật là tuyệt. Các bạn nhỏ, theo chúng vào phòng thu nào. Con làm được mà, con yêu. Babylon, hãy bật camera và giữ liên lạc với chúng tôi nhé. Đã rõ. Phòng thu ở đằng kia, hãy bám sát chú nha. Cảnh sát trưởng Labrador, anh ấy dẫn chúng tôi qua một hành lang rất tối. Tôi không biết là sẽ dẫn đi đâu nữa. Có vẻ như hắn ta muốn bạn đi về phía sau tòa nhà. Robby, chúng ta mau vòng ra phía sau nào. Sắp đến rồi. Sao mà tôi quên thế? Cháu không muốn đi nữa đâu. Các cháu sẽ phải đi thôi, vì ta sẽ bắt tất cả các cháu đi. Dừng lại. Cảnh sát đây. Hả? Cảnh sát ư? Phải chờ tôi. Đứng lại ngay. Xem vòng khói của ta đây. Cẩn thận. Cảnh sát trưởng Labrador, ngài dê già chạy mất rồi. Đừng lo, chúng tôi đang chặn ở ngoài rồi. Ta đã chạy thoát khỏi cảnh sát.
hắn sẽ thoát ra từ đâu nhỉ? Sao mà nặng thế? Có chuyện gì thế? Ở đây cũng có cảnh sát à? Đứng lại! Đứng lại! Muốn bắt được ta ư? Không dễ như vậy đâu! Cười lên nào! Ôi không! Cô ta bỏ chạy một xe ô tô rồi! Dobby! Siêu tốc độ! Dobby bay! Hãy đến đây cùng chơi đi nào! Dừng lại đi! Cô thấy tôi biểu diễn thế nào? Có chuyện gì vậy? Đây là ngày dê giả. Các bạn đều bị cô ta lừa. Chúng tôi xin bị lừa rồi sao? Thật kinh khủng. Cô hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn, hãy cảnh giác với những người xấu luôn cố gắng lừa dối bạn bằng cách giả mạo ai đó. Nếu bạn tham gia bất kỳ hoạt động nào, hãy luôn nhớ ở sát bên cạnh ba mẹ mình để giữ an toàn. Hãy nhớ những điều này nhé.